đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Từ ngày 15 tháng 11, vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 chính thức được mở bán. Trong 10 ngày đầu mở bán, khách đặt mua sẽ được giảm giá 10%, gồm cả tàu thống nhất và tàu địa phương. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, VNR, cho biết, lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2022, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trước Tết, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức từ ngày 18 đến 27 tháng Chạp năm Tân Sửu. Giai đoạn trong Tết từ ngày 30 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Giai đoạn sau Tết từ ngày mùng 4 đến ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức từ mùng 4 đến 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Trong 10 ngày đầu mở bán, khách đặt mua vé tàu Tết sẽ được giảm giá 10%. Cùng với đó, khách mua vé trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 còn được giảm thêm 30% thuế giá trị gia tăng, tương đương 2,7 đến 3% tổng giá trị vé tàu. Khách có thể mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt, qua các đại lý, qua tổng đài bán vé, hoặc mua trực tuyến trên cổng bán vé của đường sắt hoặc các ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, lịch chạy tàu sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu hành khách và áp dụng các quy định phòng chống dịch theo quy định của nhà chức trách.